Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Mỗi tháng có đến hàng chục game mobile mới được phát hành tại Việt Nam, nhưng không phải sản phẩm nào cũng đều chất lượng khiến game thủ có thể gắn bó lâu dài. Hôm nay, AFK Mobi xin gửi đến các bạn top các game mới sẽ phát hành trong tháng 5, quy tụ những tựa game có thể nói là đáng chơi nhất và được đông đảo game thủ đón chờ. Thiếu niên anh hùng Gamota, ngày 4 tháng 5. Thiếu niên anh hùng Gamota là tựa game nhập vai thẻ tướng đề tài võ hiệp, sở hữu đồ họa 2D phong cách anime cực kỳ đẹp mắt. Với ba thế lực chính, tà, trung lập, người chơi sẽ dần làm quen với vô số anh hùng hào kiệt có xuất thân khác nhau ở chốn võ lâm. Tất nhiên, mỗi người họ đều sẽ có những điểm mạnh, điểm yếu, cũng như sở hữu các tuyệt kỹ võ công uy trấn giang hồ. Đặc biệt, game còn cho phép kích hoạt hợp kích giữa các nhân vật có duyên phận với nhau để tạo ra chuỗi chiêu thức cực mạnh với các hiệu ứng đi kèm. Cơ chế điều khiển trong game cũng vô cùng đơn giản. Các nhân vật sẽ tự động đánh khi tới lượt và người chơi có thể dùng auto hoặc tự mình điều khiển khi nào cần dùng hợp kích để tạo ra hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, việc mạnh hóa nhân vật như cường hóa trang bị, kích duyên, luyện tướng, mặc đồ thời trang, đột phá, nâng phẩm, up sao, kích hoạt bảo vật, thần khí, tuyệt kỹ cũng góp phần quan trọng khiến game thủ phải chăm chỉ cày cuốc mỗi ngày. Kiêu hùng Tam Quốc G-Zone, ngày 12 tháng 5. Kiêu hùng Tam Quốc G-Zone là tựa game SLG đáng chơi nhất làng game Việt vào tháng 5 này. Trò chơi có đồ họa 2D kiểu cổ điển nhưng lại vô cùng sống động và không kém phần chân thật. Sản phẩm khiến game thủ như đang sống một cuộc sống bậc vương giả thời Tam Quốc, từ thế giới trong game vô cùng rộng lớn với rất nhiều thành bang, nên mà bạn sẽ phải tính toán từng bước để tạo ra thế lực riêng cho mình thông qua việc phát triển tài nguyên, xây dựng thành trì, sau đó mang quân đi mở mang bờ cõi, gây dựng cơ đồ, hùng bá thiên hạ. Song song đó, tựa game còn có rất nhiều hoạt động PvP quy mô lớn như đấu trường, chiến bang, đột nhập vương triều, giải đấu nhất thống thiên hạ theo mùa. Chân mệnh Tam Quốc Tendo, ngày 6 tháng 5. Chân mệnh Tam Quốc Tendo áp dụng hình thức vừa đải, kết hợp lối đánh time-based thường được áp dụng ở nhiều game thẻ tướng hiện nay. Nhiệm vụ chính của người chơi là thu thập các võ tướng, sắp xếp vào đội hình tham gia các màn chơi trong game để tìm kiếm thêm vật phẩm hay nguyên liệu. Các vòng đấu sẽ dần được nâng cao với độ khó tăng dần, nhằm luôn đem tới thử thách và phần quà lớn dành cho game thủ chịu khó chinh phục. Tính chiến thuật trong game cũng được đẩy lên khá cao với sự đa dạng trong việc sắp xếp đội hình. Lúc này người chơi cần xếp đội hình với 5 võ tướng lên trận và các tướng trợ thủ trong team. Tùy theo tính toán của người chơi mà mỗi đội hình sẽ có ưu thế trong các loại trận đánh khác nhau để giành phần thắng chung cuộc. Giang Hồ Hiệp Ảnh VTC, ngày 7 tháng 5. Lối chơi của Giang Hồ Hiệp Ảnh VTC tỏ ra khá quen thuộc và đơn giản dễ làm quen với những nhiệm vụ tân thủ hàng ngày, luyện cấp, khiêu chiến phụ bản, săn boss, PK tự do của dòng MMORPG truyền thống. Thông qua đó, mỗi game thủ có thể thu thập nguyên liệu, trang bị, từng bước nâng cấp sức mạnh nhân vật và mở khóa thêm nhiều công năng thú vị như hóa thần, hộ thuẫn, thần binh, đồ thần trang, phi thăng, thần dực, thú cưỡi, v.v. Bên cạnh đó, những cơ chế giao thương tự do, hệ thống đồng hành cũng như tính năng tình lữ và gia viên đều là những điểm nhấn thú vị mà bạn có thể từ từ khám phá. Trò chơi còn sở hữu nhiều hoạt động PvP tập trung chủ yếu vào tính chất cạnh tranh như lôi đài liên server, bang chiến, đấu trường sinh tồn tuyệt địa cầu sinh, tạo không khí sôi nổi cho người chơi.
Nhất Đại Tông Sư Mobile ngày 11 tháng 5. Dấn thân vào Nhất Đại Tông Sư, người chơi sẽ được tự mình hóa thân thành hiệp khách giang hồ, đồng hành cùng những nhân vật lạ mà quen gắn liền với tuổi thơ như Đông Phương Bất Bại, Tiểu Long Nữ, Dương Quá, Lý Mắc Sầu và loạt cao thủ khác trong truyện Kim Dung với tạo hình 2D vẽ tay tinh tế kết hợp mô phỏng hoạt cảnh chiến đấu 3D vô cùng đẹp mắt. Cộng với lối chơi đấu tướng rảnh tay màn hình ngang độc đáo, cùng vô vàn những bí kíp võ công, đấu pháp hấp dẫn và nhiều tính năng PvE, PvP lên server, mà sản phẩm hứa hẹn sẽ là một trong những siêu phẩm game thẻ tướng đỉnh cao trong quý 2 năm nay. Tại đây, game thủ sẽ được chiêu mộ nhiều anh hùng đến từ 5 hệ phái, gồm võ tông, nội gia, xạ kích, hộ vệ, hỗ trợ, để xây dựng nên tổ đội xung trận 5 người tinh anh nhất. Trong đấy, mỗi tướng lại tương ứng với một hệ phái riêng, sắm vai trò tương sinh tương khắc nhau, đi kèm là bộ võ công đặc biệt, cho bạn tha hồ kích duyên, bồi dưỡng và xây dựng trận hình hoàn hảo, khiến mọi trận chiến trở nên gay cấn, khó đoán hơn. Liên minh bảo bối Mobile ngày 10 tháng 5. Liên minh bảo bối Gosu mang đến lối chơi AFK rảnh tay vốn đang là xu hướng của thị trường game smartphone, nên trò chơi không đặt nặng tính cày cuốc hay tạo ra chênh lệch đẳng cấp giữa dân nạp và dân cày. Thay vào đấy, sản phẩm nỗ lực xây dựng nên một sân chơi đề cao tính giải trí đúng nghĩa, đi ngủ vẫn đủ quả VIP, không lo thọt cấp hay thiếu pet để dùng. Cũng vì thế mà tính chiến thuật, trưng dụng pet tốt luôn là yếu tố quyết định thắng bại trong tựa game đấu Pokemon màn hình dọc rảnh tay này. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.